trời lạnh trừ 20 độ ở Canada thì sẽ làm những gì? Mời các bạn đi theo nhà mắm nha. Yo! Thì đây cái trò chơi mà hai em mê nhất vào mùa đông các bạn ơi, đó là ice skating các bạn. Thì skating thì nó sẽ có nhiều loại ha. Còn riêng cái này á, thì các bạn có thể đi qua ngay chỗ City Hall các bạn. Thì ngay đây là các bạn có thể mướn cái đôi giày skating á. Thì con nít là 10 đồng, người lớn là 15 đồng cho 2 tiếng các bạn. Nói chung là chơi rất là vui các bạn nha. Đây, sau khi đưa hai em đi chơi thì chưa tới 2 tiếng các bạn ơi. Tại trời hơi lạnh với lại trễ mà ngày mai hai đứa phải đi học nên thành ra đi trả giày để mà còn đi ăn nữa. Đây là Evelyn, bạn của Tammy các bạn ha. Sau khi mà té lên té xuống thì người nào cũng đói bụng chịu hết nổi rồi các bạn ơi. Nói chung bây giờ là cứ có cái gì ăn là được á. Nhưng mà được cái là ngay gần nhà Mary là có cái tiệm Nhật này, hồi trước ba mẹ con đã ăn rồi và rất là ngon. Đây là cà chiên giòn các bạn, món của con mắm chuối, nhưng mà ai cũng ăn thử một miếng ấy. Bây giờ ai cũng đói hết trơn, đợi không nổi rồi các bạn ơi. Còn Mary thì kêu cánh gà các bạn, nghĩa là 2 pound cánh gà, 2 pound đùi gà các bạn. Thì nói chung từng đó thôi rất là nhiều. Đây là cái kiểu làm theo của Hàn Quốc các bạn, rất là ngon các bạn nha. Các bạn có thể qua ăn thử, ở đây thì họ có nhiều location các bạn. Đây các bạn ơi, sau khi mà càng quét thì bây giờ là hết sức chịu được nữa. Cái này là cái tiệm Katsuya các bạn ha, của Nhật, rất là ngon các bạn. Cánh gà thì các bạn có thể cho chọn cái sốt các bạn ha, nó có nhiều loại sốt cho mình chọn. Còn mình chọn là của Hàn Quốc các bạn, nó có vị cay cay ngọt ngọt, rất là ngon, các bạn có thể ăn thử. Bây giờ thì bye bye các bạn.